Qua để đón tiếp quang viên họ nhận trai, một lần nữa xin được cảm ơn và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hoa đó là hoa này. Đi đấy trông phòng đồ lắm. Chào đoàn. Mày sẽ cho bác nặng thôi. Nó lạ. Hỏi nó cô bác thì lên mà mày như nào? Đó bác phía sau, bác mừng cho bà. Xin mời quý vị chúng ta tự nhiên sôi cái trà kịp nước và cùng chúc phúc cho bạn trẻ thời trường này. Vâng, thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn quý vị, là miếng trầu sinh để miếng trầu nhỏ nhỏ cho anh lấy mình, mà điếu thuốc là điếu thuốc sinh, điếu thuốc nhỏ nhỏ cho mình lấy anh. Cảm giác tên tới hôm qua giấu thầy giấu mẹ mang ra mọi người và cùng toàn thể các thiết quý của hai bên gia đình. Xin mời quý vị chúng ta tự nhiên sơ tình trà, tình nước, tình thuốc và cùng chúc phúc cho bạn trẻ trong tương lai. Và buổi lễ đính hôn của đứa bạn trẻ sẽ chính thức long trọng tổ chức vào khi phương mưa. Ngoài sân thì ánh nắng chan hòa, những người trong phòng cưới vẫn tràn trề niềm vui. Phòng có chật,
nhưng tấm lòng không chệt, ban ghế thiếu nhưng tình cảm rộng bao la. Để trân trọng kính mời quý vị, chúng ta tự nhiên sơi tiệc trà, tiệc nước, tiệc thuốc và cùng chúc phúc cho bạn trẻ trong trường này. Một lần nữa xin được kính mời và trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn kính mến, lần đầu tiên cho phép ban tổ chức được trình trọng chuyển lời mời của gia đình cũng như xin được đỡ lời cho các bạn trẻ. Đúng là trăm năm để chọn lấy một ngày mà gần xa hai họ về đây ta tiểu tề để mừng cho các bạn trẻ.